Yêu đi em ơi, vui vẻ nè. Hey, đó hôm nay có tiết mục nuốt miệng chai, nhai chai nước suối, bỏ cái viên chiên vô lỗ mũi nha mọi người nha. Thì bắt đầu là 9 giờ rưỡi mới xiết nha mọi người. Đúng rồi mọi người ơi. Đó thì mọi người anh chị xiết khỉ đó. Khúc nó vui vậy đó nha mọi người, xiết khỉ đó là làm con khỉ. Ủa mày chất đâu? Về rồi. Về sớm vậy? Bữa nay hết sớm. Rồi rồi, đó chưa mọi người, nghỉ đây đó. Bỏ bạn, chơi mà chơi bỏ bạn. Thì bây giờ em sẽ dẫn mọi người đi tham quan một vòng để coi những vị khách vui vẻ nha mọi người nha. Có kêu BD không anh? Anh có kêu BD không? Ủa sao mới nói có đó thì em mới nghe có nha. Trời ơi, hơi chết rồi, hello. Ăn vui vẻ nha, có ai kêu Đào kêu em nha. Ủa? Em nghe. Ai chụp hình, lấy liền không hay là mai lấy? Dạ. Lấy liền không em? Quẹo giùm em luôn đi ông xã. Quẹo phải giùm em luôn đi anh, đúng rồi, Hugo Lina. Ý là anh chụp sao, chụp kiểu bạn bè hay là cô dâu chú rể hung rồi hay là? Thoải mái anh. À trời ơi, thoải mái. Thoải mái mà thoải mái anh. À trời ơi. Trời ơi. Cười lên. Được. Không, không, ý là chị chụp giùm thôi, hai đứa em cười, chị không mới cười đâu. Dạ, cười kìa dễ thương quá, anh giỡn á. Chú mở đi anh. Rồi, cảm ơn anh chị nha. Vui vẻ, cảm ơn anh nhiều nha. Dạ, đó thì bây giờ là em sẽ đi từng bàn để tiếp khách nha. Cho nên ai kêu Đào thì cứ kêu thôi. Anh em mới kêu chụp chụp tấm hình chị. Ai kêu Đào? Anh kêu, nó kêu em. Chụp em tấm hình chị. Mắc cỡ gì, nhà coi clip mà không mắc cỡ. Đến đây cứ dập tôi cái mắc cỡ. Nè, chơi đi. Lần đầu của tôi đó. Chơi gì, chơi lỗ mũi, chơi gì. Trời ơi, cái miệng quá trời. Chụp hình đi Phúc. Quay hung cái luôn đi. Trời ơi, hung được không? Rồi cảm ơn, rung quá vậy. Sao chụp với gái không rung, chụp với BD rung quá vậy. Cái mồi này chưa chơi thử BD đúng không? Chơi hoài à. Chơi chưa? Mày có kinh nghiệm chưa? Đâu chơi BD rồi giờ nói ra chơi cái gì? Lắc bầu cua hay là lắc tài xỉu? Rung quá nè, cái tay rung quá nè. Lắc xin nhậu. Làm bartender không sao rung quá vậy? Gì? Dưới kìa Phương ơi. Dưới kìa, à Hoàng Thượng. Nó nhắc mới nhớ á, em nhớ nghề Hoàng Thượng, lại đây lâu chưa? Mớ hả? Người mớ đúng không? Đây là một với em nha. Anh dẫn em đá trứng cút, em nút trứng cá đã lắm. Nói chưa cảm ơn mấy anh nha, mấy anh ở đâu dạ. Lợn? Biên Hòa. Biên Hòa hả? Dội cưới em luôn. Em ở Bình Hưng Hòa. Ôi ôi, em ở ê trời ơi cái gì vậy trời, chỗ thẻ xe bé chị Thanh à hà bấm quẻ nha. Đó, xin chào tất cả các kênh YouTube nha. Thì với đế phủ Đô Phương xin cảm ơn các anh YouTube rất là nhiều luôn. Thời gian qua mình đã quay quán Lan Quế Phường nè, quay cái viên chiên để được những anh chị em ở gần ở xa đến thương yêu và ủng hộ nha. Cảm ơn kênh của anh Loto LGBT nè, kênh Sức Sống Mới nè, Lâm Avan nè, Toàn Vlog nè, rồi Thu Phương Cái Viên Chiên. Thì mong là thời gian tới nữa được sự ủng hộ của tất cả mọi người. Mọi người nhớ ghé quán ủng hộ nha. Nhìn em hoài vậy. Thế anh á. Thế anh chào các kinh đi. Anh nói anh là về chồng em. Không, ý là giới thiệu với mọi người luôn á. Để mình tiến tới nhất bái thiên địa. Nhị bái cao đường. Nãy giờ anh nói anh chơi bê đê gọi thầy. Ờ thì bây giờ hai đứa mình làm lễ luôn. Chán chứ sợ. Nhất bái thiên địa nè. Thành 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 thành. Rồi. Điều quá vậy. Có học không sao điều quá vậy. Rồi xin mời chú gửi. Anh tên gì? Rồi xin mời chú gửi Chí bước lên một bước. Và cô dâu Cô Đen. Tên cô dâu đẹp quá. Dẹp qua bên. Cô dâu Thu Phương. Tên gì? Cô Đen luôn. Tên Cô Đen luôn hả? Trời ơi cái gì mà vậy giờ. Ủa sao hỏi cho cô dâu bượng chú gửi trời. Ai hỏi? Cái đó là mày hỏi đúng không? Em không Phương hỏi. Không qua khán giả nào mà hỏi mà bự hơn chú rể cô dâu bự chú rể hết á. Thôi đi. Rồi nhất bái thiên địa. Nhị bái cao đường. Phu thê giao cấu. Thôi chứ cảm ơn anh nhiều nha. Cảm ơn mấy anh ở Biên Hòa rất là dễ thương đến. Mai mốt ở dưới có bán gì không? Em xuống dưới em ủng hộ lợ. Không bán gì đó. Rồi nói chứ nãy giờ có ai ra chưa? Mấy anh ra chưa? Ý là ra chưa? Ra chưa? Chưa ra. Chưa anh nào ra luôn. Giờ ai ra vô em trước, người hay người đi rồi xong rồi ra. Nè. Cứng luôn bỏ luôn. Ờ cô Đen vô chị nè. Ý là vô hai chị em mình đo qua đo lại có ai đeo hơn ai. Con bé này kỳ ghê á, dễ thương nè, có bạn gái chưa? Rồi.
rồi. Hồi xưa giờ có quen bạn trai chưa? Chưa luôn. Sao không thử quen bạn trai đi? Thôi, quen nó khó lắm. Sao khó? Thôi. Từ từ nó quen à. Nhiêu tuổi rồi? 17. 17 hồi xưa nào có mối tình rồi dắt dai chưa? Trời ơi, ôi, 17 tuổi mà biết yêu rồi nha, có mới tình nhất. Là bẻ gãy sừng trâu nha. Thiệt á, đâu bẻ chị của em. Nó không suy nghĩ luôn á má, nó không suy nghĩ luôn á. Đâu hỏi lại nha, bẻ chị đi em. Thôi. Em ơi, cái khúc này như chị hỏi là tại vì quay YouTube á, em suy nghĩ khoảng 3 phút hay là 3 giây cũng được nha. À, em bẻ chị đi. Thôi. Em bẻ chị không? Thôi. Nó vẫn không sợ má ơi. Cái ghế không biết đau nó cũng không sợ. Nó không sợ tôi luôn á má. Nói chứ cảm ơn mấy anh rất là nhiều nha. Một cảm ơn mấy anh ở Biên Hòa nha. Dễ thương quá đó. Biên Hòa mà ghé ăn ủng hộ mày đó mọi người thấy không. Đó bây giờ em sẽ đi thêm một tour nữa. Em đợi cái cặp này. Cặp này rất là dễ thương. Anh Trang này rất là hiền luôn. Bây giờ em sẽ đến em hung ảnh. Em để ý là em đến em hung anh. Anh không né luôn hả? À ý là đang quay luôn á. Ờ đúng rồi đó. Đó chứ anh chị ở đâu lận? Bên Bình Tân hả? Có hay xem clip của em với cô Chất không? Dạ cũng có. Dạ. Rồi. Ok chị, thôi cho phép em qua chị nha. Rồi anh chị qua đây mất khoảng bao nhiêu phút? Tầm 15 phút. 15 phút. Dạ. Nãy đúng. Giờ ngồi cũng kiếm mà không thấy. Không thấy à? Dạ. Tại vì em mới đi show về á. Dạ. Dạ với lại hôm nay là bữa nay là giống như là dự một cái đám cưới của hai đứa em của em cũng đồng tính luôn. Dạ. Dạ đúng rồi, đám cưới hai đứa em ở đại ở nhà cho nên em tranh thủ về để mà chụp hình với lại giao lưu với khách. Thì chị ăn cái viên kiên hôm nay chị thấy sao nè? Dạ ngon. Dạ, nói thiệt nha, góp ý nha. Dạ không, này là nói thiệt, ngon mà pha nước cũng ngon. Trời ơi, dạ. Cảm ơn. Đi ra chỗ khác, đi. Trời ơi. Tao phóng cái miếng phi tiêu liền. Chị nói là nãy đồ chua hơi chua. Chua là cái miệng không chua đó. Đồ chua phải chua rồi. Chụp hình giùm em với em với anh với chị. Anh xã. Anh xã. Anh cô Vương. Không, này anh Quyện. Ai lên sóng? Ok. Ok. Giống bà lớn bà nhỏ quá. Chụp lâu quá vậy. Rồi chụp có hai tấm hình là muốn xỉu luôn á má ơi. Nói chứ em cảm ơn chị nhiều nha. Cảm ơn chị đã thương yêu em, đã đến đây ủng hộ. Dạ. Tại vì cũng có coi trên Facebook nhưng dạ. Mà hôm nay mới có thời gian để dạ. Đến đây. Chị có hay lướt TikTok thấy cái mặt cũ của em không? Dạ. Mặt móc mặt cười của em không? Đó thương em lắm giờ bớt rồi. Ủa cái miệng quá trời vậy trời, ai vậy có quen không vậy? À ba mẹ của đứa bé đâu dựng cái gì? Nói chứ cảm ơn chị nha. Dạ, dạ. Cảm ơn chị nhiều. Dạ. Dạ. À xin phép thay vì giống như là tạo cái điều cảm ơn với chị thì em sẽ hung chồng chị cái nha. Dạ thoải mái. Trời ơi, ôi bà này bà dễ quá vậy trời. Trời dễ thương quá vậy trời. Nói chứ cảm ơn chị nha. Thôi em mắc cười luôn em. Em ngại. Em sợ. Em ngại. Em ngại ai nữa? Bánh bèo. Rồi. Hai ba vô, đi cấp tới vàng vô. Em muốn đi đâu em cũng chiều anh tới đó. Có hai bàn tay, trước giờ em chưa nắm ai. Hello, how are you? Ủa sao giống quá vậy? Đâu đưa cái mặt lại gần rồi. Ủa sao giống tôi hồi nhỏ quá vậy, vậy tên gì? Dạ em tên Tính. Trời hết hồn tưởng cu trắng chứ. Giống em tôi quá. Đâu cười coi. Khóc. Cũng vậy vậy ta. Cũng vậy luôn á, không có khác gì. Nói chứ ở đâu lận nè? Dạ em ở Gò Vấp. Gò Vấp bao nhiêu tuổi? Dạ em 23. 23, dạ. Nhiêu ký? Dạ chắc 75. Trời ơi dễ thương quá. Rồi bây giờ đi làm hay sao em? Dạ em sinh viên năm cuối. Sinh viên năm cuối, rồi có chuẩn bị đi thi hay gì không? Dạ em chuẩn bị ra trường. Trời chuẩn bị ra trường, cố gắng giữ sức khỏe nha. Rồi dạ, ra trường. Giống nhau lắm á. Giống không? Giống là mũi vậy. Mấy anh chụp giùm em. Đó tìm à, chụp giùm em. Đây. Nè đưa vô nè, đưa vô nè, giống vô so so nè. Cho vừa lòng anh. Có mình anh nói giống chụp giùm em tắm nha chị. Mình chụp cô dâu chú rể hay là chị em thân thiết? Chị em. Rồi chủ đề chị em thân thiết. Trời ơi. Chị ngã em nâng. Anh em như thể tay chân. Cô dâu chú rể. Coi như nó mắc cỡ thì sao nó nhắm mắt nó phiêu hay gì vậy trời. À trời trời ơi. Đâu mở mắt chưa? Dạ mở. Rồi nhắm mắt. Cũng vậy.
Cũng vậy. Nói chứ cảm ơn em nha, cảm ơn mọi người bạn em nha. Có ai chụp hình thì kêu chị thoải mái nha, vui vẻ. Ở đây ăn thường xuyên, ngày nào cũng ăn cái viên kiên là Tết, là bên chị có cho lịch là lập xưởng với lại tấm hình chân dung của chị giả gái. Nói chứ cảm ơn em nha. Ok em. Ai là ma? Gào mặt ông bây giờ đó. Mua về hả anh? Anh kêu chưa? Anh có muốn thấy ăn tráng miệng không? Ý là đây mua cái viên kia là sẽ được tráng miệng á. Ăn em đi. Ủa? Ủa bạn gái? À trời em quên, em tưởng anh đi một mình. Lỗi chị. Đây nè em ơi. Đó, cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Với đáp Vũ Đô Phương xin thay mặt quán Lan Quế Phường cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn. Cảm ơn cô bác nè, anh chị em mình ở gần ở xa, thời gian qua mình đã luôn thương yêu và ủng hộ và đã xem, các anh chị đã xem trên kênh của Sức Sống Mới nè, kênh Thu Phương Cá Viên Chiên, kênh Toàn Vlog và kênh của Loto LGBT và ủng hộ em rất là nhiều. Thì hôm nay là chủ nhật cuối tuần, được sự ủng hộ của tất cả anh chị em rất là cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn. Ai chúc cho cả nhiều. Ủa mày, mày hiểu từ xa chứ còn ngon tao để vậy mà mày xích vô là sao vậy? Ủa alo. Ủa Toàn ơi, mình còn thân đó nha Toàn. Toàn ơi. Alo. Em ruột mà. Ờ ý là mình còn thân á. Đó rất là dễ thương nha mọi người nha. Cảm ơn cô chị anh chú luôn thương yêu và ủng hộ. Và bây giờ là em lại mấy chị gái của em. Hello chị yêu. Lợi lâu chưa chị? Lợi lâu rồi. Rồi con chất đau. Về sớm bởi vì mày về sớm hoài, mai mốt mọi người đừng có mua vé số của bà nữa, cho bà ở đây tới 12 giờ đêm luôn đi. Hết vé số là bỏ con giữa chợ lần nào cũng vậy đó. Ở đây là mấy chị yêu rất là dễ thương luôn nha. Dạ đúng rồi chị, tôi biết mà. Nè chị nè, rất là dễ thương luôn. Mấy chị ai cũng đi làm từ thiện luôn mấy chị. Dạ tại vì sắp tới chắc em cũng phải làm chuyến đó quá. Dạ đi vòng vòng phát cho những người khó khăn á. Dạ em tính mua bánh mì hay bánh bao gì á, hay là cơm hay sao đó. Thường dạ. Nấu ở đâu làm? Dạ làm là thường thường là em đặt. Em đặt hoặc là em tới chỗ em mua mấy chục phần, hay là giống như là kêu mấy người trong nhóm em á. Rồi ai cho được nhiêu cho. Đúng tại rồi, vì em ít có kêu gọi quyên góp lắm. Dạ. Mấy chị lên tiếng rồi. Nói chứ cảm ơn chị rất là nhiều nha. Cảm ơn chị đã thương yêu cô Chức và tặng quà cho cô Chức nè. Rồi ngày nào cũng dành ít thời gian để mà ra đây rồi ủng hộ em là cái thứ nhất nè. Cái thứ hai rồi đợi em về nè, rồi chụp hình giao lưu với em. Cảm ơn chị rất là nhiều. Chị dắt Đà Nẵng nguyên bán. Dạ. Dạ đúng rồi. Thì bây giờ là giống như là em hay đi show. Dạ. Thì đó em hay đi xô. Dạ đúng rồi, em hay chọc bả lắm. Cho đồ cho dép bả mừng lắm. Dạ. Chỉ có cái miệng của bả hơi quá lố quá, nhiều khách rồi người ta không biết, người ta không thích. Thật sự thì mọi người coi trên kênh á, mọi người nhớ giống như là thương yêu đi. Tại vì hiếm có khi nào mà người đàn bà mà 60 mấy tuổi mà còn giỡn được như cô Chức đâu. Tại vì người cô Chức bệnh rất là nhiều luôn, cho nên giống như là bà nói gì bà không có nghĩ gì đâu, bà cứ vui cho qua ngày vậy đó. Bà để mà nói đại để mọi người cười. Đúng rồi, để đừng có suy nghĩ mà giống như chuyện bệnh tình, bà bệnh nhiều lắm. Đó thì cảm ơn mọi người, thời gian qua mình đã luôn thương yêu và ủng hộ cái số cô Chức. Thì cảm ơn mọi người nha và cảm ơn mấy chị rất là nhiều luôn. Chúc cho mấy chị ngày nào cũng vui vẻ, ngày nào cũng phát tài phát lộc nha mấy chị nha. Cũng chúc em cũng lúc này đẹp, trẻ đẹp ha. Dạ cảm ơn chị. Xô dạ. Dạ đúng rồi, cái xô. Chút đây xô nhiều quá thì, bỏ mới chết. Thì đó. Bây giờ em hạn chế xô lại đúng rồi. Xô ít ít lại. Dạ xô ít lại, không có xô nhiều. Nói chứ cảm ơn mấy chị rất là nhiều luôn. Show nhưng mà em dành thời gian cho khách nha mọi người, giống như là xong show là em tranh thủ anh về sớm để mà giao lưu. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi em biết mà. Dạ. Có những anh chị ở rất là xa luôn nhưng mà vẫn yêu thương và đáy Vũ Đô Phương vẫn đợi em về luôn á mọi người. Thật sự em rất là quý, em cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Và mong cho thời gian sắp tới nữa giống như là ngày mai thứ hai nè, mong là mọi người coi clip thì mọi người rủ bạn bè, anh chị em, cô dì chú bác mình ở gần cũng như ở xa đó, mình đến quán 258 mình thương yêu, mình ủng hộ cái viên chiên nha. Ngày mai ra gặp rồi mấy chị em, mấy anh em mình giao lưu vài tấm hình, đồ trò chuyện cuối tuần gặp nhau cuối ngày đó. Đó chương trình là HTV7 không chiếu, HTV9 không chiếu, chỉ có HTVBD mới chiếu nha. Ôi trời ơi, ok cảm ơn chị, dễ thương quá. Đó em tính là giao lưu với chị này kia nè. Mấy chị ở đâu lợn? Quận 11 hả? Dạ đúng rồi. Nghe em nói chuẩn bị dọn tụi thôi. Em chưa biết nữa. Dạ, thì đó em để coi sao, tại vì dạ đúng rồi, đúng rồi. Cố gắng ở đây mà. Thì đó có gì em sẽ quay YouTube với lại sẽ thông báo với mọi người. Hello.
Hello, how are you? Hi, hi, hi. Hello, honey. My the fry sweet set of mine. Who sees sun to share me? That would tana. What is sun my yourself? Yeah, ha. Đó, có nghĩa là em nói vậy em không hiểu. Có nghĩa là em nói là em gửi lời chào đến mấy chị xinh đẹp. Dạ đúng rồi, em không hiểu nữa mà ai hiểu. Nói chứ cảm ơn mấy chị rất là nhiều nha. Dạ. Đó, mỏi luôn á mọi người ơi, 2-3 ngày là mấy chị nhớ là mấy chị ra, 2-3 ngày là mấy chị ra. Bà ra lúc nào cũng mang dép nè, rồi mang quần áo cho cô chức nè, rồi mang quà nè, nói chung là thương lắm. Đúng rồi, cảm ơn chị rất là nhiều nha. Chúc cho mấy chị lúc nào cũng sức khỏe, lúc nào cũng xinh đẹp và tươi trẻ. Đó. Em với lại cô chức cũng là cho những chị nhìn cái bếp dạ. Cũng nhiều niềm vui. Dạ đúng rồi, thì em lúc nào cũng vậy. Lấy dạ, gì? Em lúc nào cũng mang muốn cho mọi người, những người xung quanh có tiếng cười nè, vui vẻ nè, đó. Ủa là quay phim á chứ? Trời ơi, em tưởng đâu chị yêu của tôi chụp tôi tạo dáng quá trời, tôi chu mỏ tôi. Ok chị, chu cà mò. Chị bấm vô chụp hình á. Dạ. Đó, mong là mọi người thương yêu, mọi người ghé quán, mọi người ủng hộ nha mọi người nha. Lá lành đùm lá rách đùm lá nán, lá thác đùm lá thúi đùm lá chuối đùm bé bà bịch. Còn tính nói gì nữa? Được không chị? Hay là cái lỗ mũi của em bự quá nó chèn màn hình ta? Ơ? À? Hình như cái đó chị phải mua app. Dạ. Đúng rồi, vô ngôi nhà đi. Đẹp chụp đồ luôn, đẹp. Đi quan bấm giùm quan, bấm giùm chị quan. Chụp giùm chị đi. Chụp giùm đi, không thấy mặt chị kìa. Đưa 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 cho anh này, anh chụp đi chị. Rồi mấy người vô đây với chị luôn nè mấy em ơi. Dạ đúng rồi, hôm nay chủ nhật cuối tuần mới được mấy chị ủng hộ. Để dạ. Đó. Rồi lẹ đi cu đen ơi. Cu đen trời ơi. Quay đâu ta? Lâu vậy sao lâu luôn, chụp tới 80 tấm đó nha, đúng không? Dạ, cảm ơn mấy chị nhiều nha. Đó, bây giờ kết thúc clip, gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người. Và Đế Vũ Đô Phương xin chúc cho tất cả mọi người luôn luôn lúc nào cũng vui vẻ và rảnh rỗi. Mọi người nhớ ghé vào kênh YouTube của anh Sức Sống Mới nè, kênh của Toàn Vlog nè, kênh của Lâm Ma Van nè, kênh Thu Phương Cái Biên Chiên, rồi kênh của Loto LGBT để giúp... Cái gì vậy? Dạ. Ôi trời ơi, vừa ôi, đó mọi người, và bây giờ thì chào tạm biệt tất cả mọi người nha. Mong mọi người thương yêu và mọi người nhớ coi vui vẻ. Mọi người nhớ like và subscribe đăng ký kênh để giúp cho các anh YouTube có động lực quay thật là nhiều clip, ra thật là nhiều video để mà ủng hộ mọi người nha. Bye bye, chúc cả nhà một ngày cuối tuần vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc nha.